Chào quý anh chị và nhà đầu tư đã trở lại kênh của Sông nhé. Hôm nay Sông quay tới quý anh chị và nhà đầu tư một cái lô gốc nhà vườn rất là đẹp tại dự án HUD xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Lô gốc này nằm trên trục đường 16, sát trục đường 26 mấy của dự án anh chị nhé, ngay khu biệt thự nhóm 1 của dự án HUD. Bán lô đất 300 mét vuông, 12 mét nhân 25 mét, bán giá 4 tỷ rưỡi anh chị. Nằm ở góc ngõ tư rất là đẹp anh chị nhé. Góc ngõ tư này là có cái khu công viên anh chị nè. Khu công viên này là khu công viên rộng 1 hecta anh chị. Khu công viên rộng 1 hecta. Trục đường này là trục đường 12 mét anh chị nhé. Còn trục đường này là trục đường 16 mét. Anh chị đi bộ ra khoảng 50 mét là tới trục đường 26 mét rồi. Hôm nay em quay cho anh chị một cái lô gốc nhà vườn này. 25 mét anh chị nhé. 25 mét kéo dài theo trục đường 16 mét này. Và 12 mét kéo dọc theo trục đường 12 mét này. Lô công viên này, lô gốc công viên này anh chị. 12 x 25. Bán giá 4 tỷ rưỡi anh chị nhé. Khu vực nhóm 1 dự án HUD là khu vực rất là đẹp. Dân cư đông anh chị, do là cái nhóm 1 với nhóm 4 của dự án HUD á, là sát dự án xây dựng Hà Nội, ngay góc trục đường 35 mét và trục đường Lê Hồng Phong. Dân cư là đông đúc. Giá cả với tình hình giao dịch anh chị, khi mà có sóng hoặc là thị trường tốt lên nhé, thì đối với nhóm 1 dự án HUD này là giao dịch rất là tốt anh chị nhé. Đặc biệt là những lô là 16 mét, 12 mét, bởi vì đường nó rộng anh chị. 16, 20 mét chứ, đường 16 với đường 20. Đối với trục đường 16 mét này á, thì lòng đường nhựa của nó là 9 mét. Mỗi bên đi bộ là 3 mét anh chị nhé. Do vậy nên là cái đường nó rất là rộng. Cái đường nó rất là rộng anh chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy. Mỗi bên đi bộ là 4 mét anh chị nhé. Mỗi bên đi bộ 4 mét, lòng đường là 9 mét, rất là rộng. Đối với cái trục đường 16 mét này, thì cái khu công viên anh chị, từ cái nhà xây đó anh chị nhé, từ cái nhà vườn xây đó, kéo dài xuống tới góc ngõ tư lô gốc em đang bán, kéo thẳng qua bên kia là khoảng 100 mét nữa. Thì cái khu công viên này thì rộng 1 hecta anh chị nhé. Này là bán cái lô gốc rất là đẹp, ngay trục đường 16 mét và trục đường 12 mét. Đối với cái trục đường 12 mét này anh chị, thì lòng đường nhựa của nó là 6 mét anh chị nhé. Mỗi bên đi bộ là 3 mét. Tuy là nó là con đường nhỏ nhất dự án, nhưng mà sau này á, dân cư về ở nó thì mới thấy nó rộng anh chị, bởi vì phát quang ra đó. Còn hiện tại mình đi những cái con đường như này mình thấy nó nhỏ là do là nó còn có 3 mét thôi. Tới chừng mà phát quang rộng rãi từ bên này kéo qua bên kia nhân gấp 4 lần 3 mét như vậy, thì thấy cái đường nó rất là rộng anh chị. Chia sẻ cho quý anh chị và nhà đầu tư lô góc đẹp nha. 12 mét đấy, kéo dài 25 mét anh chị, là 300 mét vuông. Do cái vác cái góc này anh chị, nên trên sổ là còn 292 thôi anh chị nhé. Vác góc mất 8 mét, còn 292. Bán 4 tỷ rưỡi anh chị nha. Tính ra là 15 triệu mét đó anh chị. Đối với lô gốc trục đường 16 mét, sát trục đường 26 mét rất là đẹp. Đối với trục đường 16 mét này thì thông thẳng lên Lê Hồng Phong. Mình đi lại cũng thuận tiện anh chị. Xuống đường 26 mét cũng nhanh, lên đường Lê Hồng Phong cũng nhanh luôn. Xong gửi tới quý anh chị và nhà đầu tư ấy lô gốc đẹp nha. Mình lập ra nhóm Zalo cho anh em đầu tư ở ngoài huyện Nhân Trạch tham gia để tăng khả năng tiếp cận với những bất động sản đẹp giá ngột ở huyện Nhân Trạch. Link tham gia nhóm mình để dưới phần mô tả, đồng thời nhận ký gửi bất động sản ở các xã phía đông của huyện Nhân Trạch.
Cảm ơn quý anh chị rất là nhiều.